Hello, chào các bạn. Mình lại quay trở lại với các bạn đây. Hôm nay thì mình có một bạn khách muốn cắt layer và tóc của bạn ấy đang rất dài và xoăn. Sau khi khảo sát qua một lượt thì mình cho bạn ấy chọn kiểu tóc và bạn ấy đã quyết định chọn layer và cắt gáy đi. Và mình có tư vấn cho bạn ấy là trong quá trình anh cắt cho em thì anh cứ để mullet, sau đó anh quay video xong anh sẽ cắt gáy đi cho em. Các bạn thấy đấy, tóc rất là xoăn và dài và còn dày nữa. Bây giờ các bạn cùng theo dõi cách làm của mình nhé. Ở phần bên sai này thì mình sẽ chia khu vực ra như thế này. Các bạn nhìn ở trên hình ảnh nhé, mình vẽ rất gì chi tiết rồi. Ở phần sau gáy thì mình sẽ chia thành hai khu vực thôi. Mình sẽ chia ngay ở điểm chuẩn số 3 và sau đó mình lại chia dọc ra để mình tách thành hai phần. Và mình sẽ sử dụng kẹp vịt, mình kẹp thành hai bên. Và mình sẽ mong muốn cắt cái phần gáy ở phần dưới cùng này. Mình sẽ cắt vuông để hai phần ở bên outline ôm sang hai bên. Và mình sẽ chia từng tép tóc và mình cắt lên các bạn nhé. Ở phần sau gáy này thì ở phần gáy dưới mình sẽ cắt layer, tức là mình sẽ cắt cao ở góc độ cao. Còn ở phần trên thì mình sẽ cắt ở góc độ thấp các bạn nhé. Ở đây là sơ đồ cách cắt của mình. Một lát nữa các bạn xem lúc mà mình cắt ấy thì các bạn sẽ nhớ lại được. Ở phần hai bên mình quay lại một chút. Hai bên thì trái và phải giống nhau. Mình sẽ kê lược taper thấp thấp như thế này. Mình sẽ kê lược taper thấp như thế này các bạn nhé. Và phần ở sau gáy này, ở sau gáy thì mình cắt ở góc độ thấp. Mục đích là mình muốn giữ dài ở phần tóc phía trên để tạo ra được độ bồng. Ở đây là mình vuốt rối và nhìn ở một góc thôi. Còn nếu nhìn ở góc ngang hẳn thì ở phía khu vực trên thì nó có độ bồng. Và phần sau gáy này mình cắt vuông. Đấy thì phần ở dưới cùng là dài nhất và nó dài ôm vào phần hai bên outline trái và phải. Đấy. Còn phần ở giữa mình sẽ cắt ngắn. Đấy, cái phần khu vực ở giữa mà mình đang dùng mũi tên mình di đấy, chỗ đó nó sẽ ngắn nhất. Đó. Và phần hai bên mai thì cũng sẽ cắt taper thấp như thế. Và bây giờ mình sẽ tiến hành bắt đầu. Các bạn theo dõi thật chi tiết về cách cắt của mình nhé. Mình đã cố gắng làm chi tiết nhất có thể trong video ngày hôm nay. Việc đầu tiên, mình phân khu giữa phần chin top và phần side, tức là mình phân biệt nó ra, top và side riêng biệt ra. Sau đó mình sẽ cắt phần side trước, sau đó mình sẽ xử lý phần chin top sau. Ok. Cái chia tóc này nó sẽ có ý nghĩa với cái ý đồ bài cắt của các bạn, các bạn nhé. Rồi mình sẽ chia đúng như lúc nãy mình đã vẽ cho các bạn. Mình sẽ chia khu vực ra đúng như lúc ban đầu mình vẽ cho các bạn. Các bạn xem thật kỹ nhé. Rồi kẹp lại. Và ở khu vực này mình sẽ kê lược thấp ở thấp ở phần chân. Mình sẽ kê lược thấp và giữ lại ở phần sai. Đó, kê lược hất ra, giữ lại sai. Ở đây thì mình sử dụng lược bản to, sau đó mình nghiêng ra các bạn nhé. Và mình sử dụng tông đơn NT220 đóng lưỡi, kê nghiêng ra. Đấy, các bạn nhìn thao tác của mình này, hai đường là hết rồi, rất đơn giản. Đấy, cắt mullet ấy, mình chia khu vực ra đúng như tường đây này thì càng dễ cắt. Và mình sử dụng bấm viền để mình bấm tròn đường viền lại và tròn đường vành tai lại. Video này thì mình dành cho anh em K17 của tường nói riêng và toàn thể những anh em đang học nghề nói chung. Mình sẽ cố gắng hướng dẫn chi tiết nhất có thể trong video này. Các bạn thấy nhá, khi mà tường cắt kê lược xong sau đó bấm viền, các bạn nhìn đã khác rồi đúng không?
Mình bấm viền như thế này khi mà anh em mình cạo lại bằng dao rất là nhàn. Ok, xong rồi. Rất nhanh và hiệu quả. Tiếp tục di chuyển sang phần sai bên phải đi. Mình tiếp tục chia như phần sai bên trái thôi, cũng phân khu vuông góc ra như thế giúp tường. Ok, sau đó chúng ta kẹp lại. Tường làm rất chậm và từ từ để cho các bạn cùng theo dõi nhé. Có thể video này sẽ nâng cao hơn với những anh em khóa 18, tức là anh em cơ bản mới vào, mới cắt ấy, thì bài cắt này sẽ nâng cao hơn một chút. Tiếp tục mình vẫn sử dụng lực bàn to và mình kê đúng như bên trái mình đã kê. Lưỡi đóng các bạn nhé, sau đó kê chéo lên như thế này. Úi, rơi một cái là xong luôn đúng không các bạn? Đúng như ở ban đầu mà mình vẽ cái sơ đồ cắt ấy, đúng không các bạn? Và bây giờ mình cắt đúng như vậy luôn. Xử lý hai phần bên sai trước. Chúng ta để lược chéo như thế này thì cái lược bản to ấy, nó vừa tròn vẹn với cái phần lưỡi tông đơ luôn. Thì khi chúng ta cắt vào thì cái độ an toàn nó sẽ rất là cao đối với những bạn mới vào nghề. Đấy, kê lược thì anh em cứ từ từ mà kê anh em nhé. Mùng 9 tháng 3 này có một show của Ruzo tại Sài Gòn. Mình rất là mong muốn được gặp tất cả các bạn. Và nếu như các bạn có mặt mà biết Tường thì Tường cũng xin là các bạn chạy lại ôm Tường. Và Tường xin được ôm mọi người một cái và chụp với mọi người một bức ảnh để làm lưu niệm các bạn nhé. Và mùng 9 tháng 3 này show tại Sài Gòn thì có sự có mặt của một anh barber làm việc tại cửa hàng của ông Bertert và ông Lim. Hai cái ông mà gã thợ cạo bụi bặm của Ruzo đó, từ Hà Lan sang bên đây để giao lưu cùng với anh em mình. Và Tường mong rằng là hẹn gặp tất cả anh em Sài Gòn sẽ cháy hết mình. Và nếu như anh em mình mà biết nhau thì Tường xin được ôm anh em một cái. Anh em đừng ngại nhá, Tường rất mong muốn là được ôm anh em, được cháy lên, tự hào chúng ta là người barber Việt Nam. Đấy, sau khi mà xử lý hai bên xong thì bây giờ Tường sẽ xử lý đến phần gáy. Xịt nước vào cho ẩm để chúng ta dễ thao tác nhé. Tường sẽ chia ngay điểm chuẩn số 3 và Tường chia dọc sang hai bên như thế để thành hai phần. Ngay điểm chuẩn số 3 nhé. Và để Tường tạo ra hai khu vực. Đó, Tường tạm gọi là điểm chuẩn số 3. Từ điểm chuẩn số 3 chia lên thì đấy là trong cái giáo trình của Tường. Và khi Tường cắt ở khu vực dưới, Tường cắt ở góc độ thấp, sau đó Tường cao, cắt ở góc độ cao lên để giảm cái độ ngắn ở phần giữa đi. Càng ở các mảng trên cao thì Tường sẽ nâng mảng tóc ở rất cao để Tường cắt ngắn. Để mục đích là ở phần giữa này Tường sẽ làm cho nó nhỏ, làm cho nó lỏng ra, làm cho nó ngắn đi. Và để nó tạo ra sự mềm mại ngay ở phần khúc cong đó, như lúc đầu Tường đã vẽ ở trong sơ đồ rồi. Và lưu ý là ở phần dưới ấy, thì chúng ta sẽ cắt cái đường kẹp tay ấy, chúng ta sẽ cắt song song với đường chia. Và càng lên cao thì Tường sẽ cắt tròn lại hơn. Mục đích là gì? Càng lên cao thì Tường cắt tròn và di chuyển hướng đứng để tạo ra sự mềm mại ôm vào hai bên. Rồi, tiếp tục Tường chia lên những mảng tiếp theo. Chia lên những mảng tiếp theo đúng như trên sơ đồ mà Tường đã vẽ. Những mảng tiếp theo thì Tường sẽ cắt ở góc độ cao. Đó, các bạn nhé. Tường sẽ cắt ở góc độ cao hơn. Đó. Ví dụ như những mảng đầu tiên ở dưới chân gáy thì Tường nâng ở góc độ 4-5 độ dưới chẳng hạn. Thì càng lên cao thì Tường nâng lên góc 90 độ. Mục đích là Tường cắt ở góc độ cao để gì? Để làm lỏng và làm mềm mảng tóc ở trên cao đi. Đó.
Cứ như vậy tường cắt sang hai bên. Thực ra về cắt tóc nam thì có rất nhiều là nhiều cách cắt khác nhau. Tường thì cắt bằng cách nào tường cũng cắt. Cắt truyền thống này, cắt theo thẩm mỹ này, cắt theo sơ đồ này, cắt theo lý thuyết, cắt theo sách vở. Tường sẽ áp dụng hết và sau cuối cùng là gì? Tổng hợp lại và cắt theo khoa học, kiến thức khoa học và cắt theo bản năng để cho ra một tác phẩm các bạn nhé. Và với tường, quan điểm của tường thì tường sẽ ưu tiên là làm sao cắt phải nhanh mà khách hàng vẫn hài lòng. Đó. Đấy là với cái quan điểm của tường. Ở đây thì tường check lại nhé. Tường check lại. Đó. Tường check lại như thế này. Bằng đường cắt ngang như thế này. Ở giữa thì tường song song với đường chia, còn sang hai bên thì tường sẽ cắt tròn ôm vào đường viền outline. Lên cao, lên ở mảng trên cao, ở khu vực trên cao thì tường sẽ cắt thấp, thấp hơn một chút. Và mục đích là gì? Đó. Mục đích là gì? Mục đích là tường mong muốn là ở phần trên cao thì sẽ gì? Tóc dài hơn và để tạo ra được độ bồng. Đó. Tạo ra được độ bồng. Thế nên là tường sẽ cắt được góc độ thấp. Các bạn có thấy không? Đường cắt ở đây là đường cắt chéo. Đấy. Sau đó tường liên kết lại sang với hai bên. Và bấm viền lại. Đấy các bạn thấy không? Như vậy là chúng ta đã có xong một phần tóc gáy. Một lát nữa tường tỉa thì nó sẽ giảm được cái độ xoăn đi rất nhiều. Các bạn có thể nhìn thật kỹ thì ở khu vực trên ấy thì nó có độ bồng và ở giữa thì nó rất là lỏng đi để nó đẩy cái phần gáy ra. Đấy. Ở phần trên thốp thì tường cũng sẽ chia. Tường sẽ cắt ở bên phải trước. Họ từng cắt ở bên phải trước và từng chia từng mảng dọc như thế. Đó. Từng cứ chia dọc như thế. Từng chia thành hai phần như kiểu là mái 5 năm ấy. Từng cắt một nửa ở bên phải và sau đó sang bên trái cắt ngược lại. Thực sự là cắt những kiểu tóc mà dài như thế này thì chúng ta cần sự tập trung cao độ. Khi mà cắt dọc rồi thì từng sẽ bắt những cái đường ngang như thế này. Đó. Ngang như thế để tường gì giảm được cái độ dày đi và so le hơn, tức là làm cho nó mềm hơn, nâng ở góc độ cao như thế này là làm cho nó mềm hơn các bạn nhé. Mình gọi là góc độ cao đi, góc độ thấp đi cho nó đỡ đau đầu đấy. Còn bình thường cắt thấp thì người ta gọi là cắt được cái kỹ thuật cắt line. Đó, thấp là cắt line, còn cắt ở phần giữa như thế này gọi là cắt gì? Gradation. Đó. Các bạn nhé. Cắt không độ đấy, người ta gọi là cắt line đấy. Còn từ không độ đến 8-9 độ gọi là gradation, kỹ thuật gradation. Còn từ góc độ cao hơn 90 độ đấy là gọi là gì? Layer, tức là cắt tầng lớp. Nhưng mà bây giờ mình gọi ngắn gọn thôi. Cắt thấp và cắt cao. Cắt càng thấp gì thì độ dày càng nhiều. Đó. Tóc trọng lượng càng nhiều. Còn cắt càng cao thì càng mềm, càng lỏng, càng tự nhiên, càng mềm mại, càng so le. Đấy, mình tạm gọi như vậy đi cho nó đỡ đau đầu các bạn nhé. Đấy, mình Việt hóa này. Mình Việt hóa sang cái phong cách cắt truyền thống của tường. Như vậy cho nó dễ. Thường thường là cắt xong thì chúng ta sẽ chỉ làm lỏng, làm mềm và làm liên kết. Đấy. Vậy là xong thôi. Cắt tóc là như thế đấy. Khi mà mình xác định được độ dài, xác định được khung rồi, sau đó việc của mình là gì? Làm mềm ra, làm lỏng ra và tạo sự liên kết tổng thể với nhau. Đấy. Liên kết thì liên kết xuống gáy này. Đó. Và bây giờ mình sẽ cắt ở phần giữa để cho cân đối với sang hai bên.
Ở phần trên đỉnh này thì là mình cắt ở góc độ cao và cắt khối tròn hết. Ở phần trên chốt là cắt khối tròn các bạn nhé. Tròn thì nó sẽ tròn theo hình cực hình khối đầu ấy. Đầu của ta, hộp sọ đầu là hình tròn mà. Chúng ta cắt tròn theo cái hộp sọ đầu để tạo ra sự mềm mại. Ở một kiểu tóc layer như thế này thì ghép rất là nhiều hình khối. Ví dụ như trên top thì là khối tròn. Ở phía sau điểm chuột số 4, ở sau đỉnh xoáy là khối tam giác. Nó còn tùy thuộc vào góc chúng ta nhìn nữa. Đấy, ví dụ góc ngang thì chúng ta là khối tam giác để tăng được độ bóng. Ở dưới phần chân gáy thì nó là khối vuông để tạo ra được độ dài ở phần gáy và bám sang hai bên. Ở đây thì Tường sử dụng tonic từ Tường tạo bồng nhé các bạn nhé. Rồi sau khi sấy xong thì Tường sẽ tỉa để giảm được độ mỏng đi, tại vì tóc quá dày và xoăn. Không cần phải là quá tập trung vào phần tỉa ở đoạn này nữa rồi. Đoạn này cứ làm sao tỉa mỏng vào. Đấy, tại vì tóc quá dày. Với tóc xoăn thì càng tỉa mỏng thì càng gì thẳng. Đấy. Tại vì mình tỉa mỏng thì nó sẽ giảm xoăn đi rất nhiều. Đấy. Bắt tóc mệt quá, đan lược luôn cho nó nhanh. Và quan trọng nhất các bạn nhé, cắt xong làm sao khách hàng hài lòng mà quay lại. Đấy là thành công. Đấy. Cắt xong mà khách hàng vào fanpage đánh giá feedback 5 sao. Đấy. Vậy là có tiền. Quan trọng nhất là anh em mình làm gì thì làm, đam mê gì thì đam mê, phải có tiền. Còn thực ra ấy, mới đầu Tường cũng thế thôi, đam mê lắm. Làm được 1 năm không có tiền, vợ con thì nheo nhóc, lúc đấy là tự động chán đi mà. Làm sao vẫn phải đam mê mà phải có tiền. Tức là chúng ta cân bằng đấy. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng nói rồi, muốn hạnh phúc thì phải cân bằng. Tức là gì? Phải có tiền thì mới duy trì được đam mê. Đấy. Ở đây thì mình cố gắng cạo tròn, cạo nét nhất có thể để tạo ra được điểm nhấn cho kiểu tóc layer mullet này. Và mình sẽ sử dụng Ruzo Clay giữ nếp 3/5, không bóng, khô tự nhiên, để mình gì tạo được lọn, tạo được xoăn cho kiểu tóc layer này. Và sau khi mà mình cắt tóc cho bạn xong ấy, thì mình soi gương cho bạn xem và chụp ảnh lại cho bạn xem, thì bạn quyết định là để gáy, không cắt gáy nữa. Đấy, các bạn thấy không? Ngay từ ban đầu thì bạn ấy nói với mình là không để gáy. Nhưng mình bảo thôi cứ để cho anh cắt, anh quay video đi. Khi mà anh quay xong ấy, mà em cảm thấy không thích thì anh gì sẽ cắt đi cho em. Các bạn thấy gáy không? Đây là mình vuốt ẹp xuống nha. Còn nếu các bạn vuốt bồng lên thì nó rất là bồng ở phần đoạn gáy trên ấy, phần sáu đỉnh xoáy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem clip của mình. Hẹn gặp tất cả anh em vào show của Sài Gòn Ruzo ngày 9/3. Nếu như được gặp các bạn, hãy cho Tường ôm các bạn một cái. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Đăng ký kênh và like và bình luận bên dưới để mình có động lực. Và video có tương tác thật tốt để mình có động lực để làm video kỹ hơn. Cả buổi chiều để ngồi một làm video cho các bạn đấy. Xin chào và hẹn gặp lại.